một dòng sông cặp đôi hiếm gặp ở Việt Nam. 6.000 năm qua cùng dòng chảy đồng bằng sông Cửu Long, nhưng chưa có tài liệu nào tổng kết về giá trị dòng sông này. Ghi nhận những sáng tạo của con người sinh sống hai bên bờ sông Cái, thuận với tự nhiên. Trải nghiệm nhịp sống mới cùng khát vọng làm giàu của những người dân vùng miệt thứ và bán đảo Cà Mau. Tìm về những giá trị văn hóa và văn học một thời của miền Tây Nam Bộ. Ký sự sông Cái Lớn Cái Bé, hành trình ghi nhận giá trị dòng sông cặp đôi duy nhất đồng bằng sông Cửu Long. Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại thì Tuyết Anh đang ở Vịnh Rạch Giá của tỉnh Kiên Giang. Phía sau lưng tôi là biển Tây, còn bên phải của tôi thì quý vị có thể nhìn thấy là cửa của một con sông. Và khi dò tìm trên Google Maps thì đây chính là sông Cái Lớn, một con sông hình thành tự nhiên chảy qua các tỉnh như là Hậu Giang và Kiên Giang. Và có một thông tin rất là thú vị mà đoàn làm phim muốn khám phá, chính là có một số tài liệu đã tổng kết rằng đây là dòng sông cặp đôi duy nhất ở đồng bằng sông Cửu Long và rất là hiếm gặp ở Việt Nam. Xưa nay, các sách địa lý thường mô tả nơi bắt nguồn của sông Rạch đều là ở núi cao hoặc từ đất liền đổ ra biển. Sông Cái Lớn cũng vậy, bắt nguồn từ huyện Long Mỹ, giữa ruột tỉnh Hậu Giang, sau đó mở rộng dần và xuyên qua địa phận tỉnh Kiên Giang. Từ đây sông chảy theo hướng Tây Bắc, đổ nước ra Vịnh Rạch Giá. Tuy nhiên, thời hiện đại có tài liệu ghi chép rằng sông Cái Lớn bắt nguồn từ cửa biển và cùng một dòng sông khác chảy dài về phía hạ nguồn. Điểm kết thúc là ở Lung Ngọc Hoàng, thuộc tỉnh Hậu Giang. Lại có ý kiến khác bàn rằng sông Cái Lớn, Cái Bé có nhiều nhánh và một trong những nhánh lớn của hai dòng sông này lại bắt nguồn từ một nhánh sông ở Cà Mau. Để lý giải cho những giả thuyết này, trước khi bắt đầu hành trình khám phá dòng Cái Lớn và Cái Bé, chúng tôi đã có cuộc hẹn với tiến sĩ Dương Văn Ni, đang có chuyến khảo sát thực địa về sông Rạch tại nơi giáp với vùng biển Tây Nam. Tiến sĩ Ni sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn lịch sử hình thành hai dòng sông này. Cái kiểu mà hình thành những con sông ở trên đồng bằng á, thì nó có hai cái kiểu hình thành. Một là nó hình thành do cái thủy triều lên xuống, tạo ra nước vô và nó tạo ra dòng sông. Hai là nó hình thành bởi vì do nó tích lũy một cái lượng nước trong một cái mùa quá nhiều. Và cái lượng nước đó khi tới mùa khô nó bắt buộc nó phải tìm chỗ nó chảy ra. Thì trong trường hợp cái sông Cái Lớn Cái Bé mình là nó hình thành theo cái hướng thứ hai. Mà đặc biệt á, là sông Cái Bé thì nó gom cái nước lũ ở từ phía Tứ Giác Long Xuyên xuống để nó chảy ra biển Tây. Còn sông Cái Lớn thì nó gom cái nước mưa của bán đảo Cà Mau và nó chảy ra biển Tây. Hai con sông này chính vì vậy đó mà cái sông Cái Bé đó là cho tới mùa khô nó vẫn còn nước ngọt. Thành thử ra do đó cái người dân sống hai bên bờ sông Cái Bé hàng trăm năm trước đó, người ta canh tác, người ta dựa trên cái nước ngọt. Trong khi sông Cái Lớn đó, bắt đầu mùa khô thì nó có thể nó bị mặn. Do đó ở đây hai cái kiểu canh tác này nó khác nhau giữa hai cái bờ sông. Và trong cái văn hóa của cái người miền Tây mình á, khi cái gì mà người ta dùng cái chữ cái, nhất là con sông á, là sông Cái, thì người ta xem như cái đó là cái nguồn nước chính. Thì nếu mà mấy em nhìn á, thì đây là sông Cái Lớn, đây nó ra ngoài biển. Đây là sông Cái Bé đằng kia, nó cũng ra ngoài biển. Thì trên cái bản đồ của mình á, thì hai cái con sông này nè, đó, dạ, nó mới hợp nhau lại, đúng không? Dạ. Và nó cùng nhau ra biển. Thì nếu mà nói cái thời gian nó hình thành á, thì cái đồng bằng của mình á, là nó hình thành cách đây khoảng 6.000 năm. Thì nếu mà nói 6.000 năm thì cái dòng sông này nó cái tuổi nó cũng na ná cỡ đó. Như vậy, sông Cái Lớn và Cái Bé hình thành gần như cùng thời. Đây là dòng sông cặp đôi duy nhất ở đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài tác động của thủy triều, rừng ngập mặn và lượng phù sa,
mà có thêm dòng sông Cái Bé sánh đôi với sông Cái Lớn. Hai con sông cách nhau chỗ hẹp nhất chỉ vài trăm mét, chỗ rộng nhất cũng chỉ hơn 1 km. Gần 6.000 năm qua, sông Cái Lớn và Cái Bé với hai dòng mặn, ngọt tùy vào thời điểm đã hình thành cho người dân hai kiểu canh tác tương ứng. Vậy mới thấy, từ mạch nguồn của những con sông đã nuôi dưỡng nên nền văn minh và nét văn hóa phù hợp cho cư dân đồng bằng, thuận với tự nhiên. Tại địa bàn Kiên Giang, sông Cái Lớn chảy qua các huyện Châu Thành, An Biên, Vĩnh Thuận và Gò Quao. Suốt mấy ngàn năm qua, hai bờ sông Cái Lớn và Cái Bé là nơi cư trú, nuôi dưỡng nhiều thế hệ con người. Ven sông, từ cửa biển vào, chúng tôi nhìn thấy nhiều con nhạn biển chấp chới trên mép nước. Anh Giang Minh Hòa, Phó trưởng phòng văn hóa huyện Châu Thành cho biết, đó là nơi có cá cơm nhiều, cũng là nơi giao thoa giữa nước mặn và nước ngọt. Theo hướng chỉ tay của anh Hòa, bên kia bờ phải sông Cái Lớn là huyện An Biên. Ở đó người dân nhiều đời sống bằng nghề nuôi sò biển và cũng có nhiều người khá lên nhờ nghề này. Chúng tôi hâm hở sẽ được ghé thăm một hộ nuôi sò và hành trình này xin hẹn quý khán giả ở tập tiếp theo. Bên bờ trái của sông Cái Lớn đi từ cửa biển là huyện Châu Thành, khu vực cảng Tắc Cậu. Người dân sống bằng nghề đánh bắt thủy hải sản. Còn sâu lên phía trên, bà con sống chủ yếu bằng nghề nông, trồng lúa và làm rẫy. Chúng tôi tìm gặp ông Lê Quốc Diệt, trưởng phòng nông nghiệp huyện Châu Thành. Nghe các đồng nghiệp ở đài truyền thanh huyện giới thiệu, thì ông Diệt là một trong những người có nghiên cứu nhiều về đời sống cư dân dọc bờ sông Cái Lớn. Khi tới nơi mới biết, người đàn ông hơn 50 tuổi này gắn bó cả đời với mảnh đất Minh Lương, Cù Là, quê hương ông. Và ông có tâm nguyện muốn tái hiện nếp sống văn hóa lúa mùa của người xưa ở vùng này. Cái quá trình học lúa mùa nó để lại, nó ở cái tuổi thơ nó để lại một ký ức rất là sâu nặng. Và khi mình lớn lên thì những ký ức đó nó sống dậy. Cái thứ hai là những người trực tiếp theo dõi làm cái ngành nông nghiệp này cũng mấy chục năm rồi. Thì tôi cũng nhận thức được rằng á, là cái sản xuất lúa cao sản thời gian qua nó có một cái tạo ra một sản lượng rất là lớn. Tuy nhiên á, thì càng về sau thì cái lợi nhuận từ cái trồng lúa mà thâm canh, lúa cao sản thâm canh nó càng ít dần. Và đặc biệt là nó để lại một cái hậu quả rất là nghiêm trọng về mặt môi trường. Cái cách thức mà sản xuất của ông bà mình hồi xưa đó là nó rất là thuận với tự nhiên. Và trong cái tình hình biến đổi khí hậu này, nếu mà mình nghiên cứu mà nó phù hợp thì mình có thể áp dụng được. Và cái thứ tư là trong cái giới góc độ của người làm nông nghiệp, tôi cũng mong muốn là nghiên cứu ra một cái hình thức sản xuất nào đó phù hợp với biến đổi khí hậu, mang lại lợi ích cho người nông dân mà lại bảo vệ được môi trường. Chính vì cái chỗ làm lúa mùa thì nó sẽ gợi nhớ là rất là nhiều điều. Mà trong cái lúa mùa ngày xưa thì ông bà mình nó là sống chủ yếu là lúa mùa, một năm hai vụ lúa. Thì từ cái hoạt động sản xuất đó nó hình thành nên cái tính cách rồi những cái nét đặc trưng của cái người nông dân ở nông thôn trong hoàn cảnh lúa mùa. Thì có thể gọi như đó là như một cái văn hóa lúa mùa. Chia tay ông Tư Diệt, chúng tôi tiếp tục hành trình khám phá những giá trị của dòng sông Cái Lớn và Cái Bé. Với sự hướng dẫn của tài công, Tuyết Anh được trải nghiệm lái xà lan trên sông Cái. Cảm giác rất đặc biệt, như được hòa vào gió biển, ngược dòng Cái Lớn để tìm về cội nguồn dòng sông mẹ, cũng là nơi hình thành nên nền văn minh miệt vườn đặc sắc của miền Tây. Nhìn từ góc độ càng cao sẽ càng dễ nhận rõ sông Cái Lớn và Cái Bé chảy cặp đôi cùng nhau. Sông Cái Lớn rộng 800 m, sông Cái Bé rộng gần 500 m. Hai dòng chảy hợp lưu ở nhiều vị trí, có mùa mang vị mặn của biển Tây, có mùa lại chở phù sa từ sông Hậu bồi đắp cho đôi bờ sông thêm trù phú. Càng chảy nhiều thời gian, hai con sông này càng ẩn chứa nhiều quyền tích, nhất là thời Khẩn Quan, Lập Ắt, cùng những chiến tích hào hùng của cha ông trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Hai con sông tự nhiên này còn là mạch chính kết nối với những dòng kênh nhân tạo,
thúc đẩy sự phát triển kinh tế nông nghiệp của hai tỉnh Kiên Giang và Hậu Giang. Đây là ngã ba Xẻo Rô, địa danh gắn với trận đánh nổi tiếng năm 1959, thời điểm ác liệt, khó khăn nhất của cách mạng miền Nam. Nhìn qua bên kia bờ thấy rõ đồn Xẻo Rô. Trận đánh tại đây đã mở đầu cho phong trào nổi dậy ở miền Tây Nam Bộ năm 1959. Trải hơn nửa thế kỷ, địa danh này đã gắn liền với những trang sử kháng chiến oanh liệt của quân dân Kiên Giang. Kết nối với sông Cái Lớn về phía Tây Nam là kênh sáng Xẻo Rô. Con kênh có chiều dài hàng trăm cây số này do thực dân Pháp tiến hành đào bằng cơ giới vào đầu thế kỷ 20. Nó sọc sâu và xuyên qua U Minh Thượng, rồi kết nối với sông Trẹm về Cà Mau. Chúng ta sẽ có cuộc khám phá riêng về kênh Xẻo Rô ở phần sau. Còn đây là ngã ba sông Cù Là thuộc huyện Châu Thành, Kiên Giang. Có giả thiết cho rằng, từ năm 1935 trở về trước, người ta gọi đây là Cù Hóa. Giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất của Cù Hóa là vào những năm cuối thế kỷ 19, cùng với làn sóng di cư của người Hoa đến vùng này lập nghiệp. Khu vực Cù Là hiện nay bao gồm ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Hòa, Hòa Hiệp, với một góc khu phố Minh Phú và một góc khu phố Minh Lạc của thị trấn Minh Lương. Nơi đây, cư dân của ba dân tộc Kinh, Khmer, Hoa cùng sinh sống hòa hợp, tạo ra nét văn hóa đặc thù. Với người Khmer, chùa là nơi tâm linh và gửi gắm nhiều ước nguyện. Bởi vậy mà ông Trần Sương sao chuyện ruộng đồng thì tới thăm chùa. Chúng tôi ghé chùa Cù Là cùng lúc ông Trần Sương đang ở đây và được nghe ông kể về sự giỏi giang thích nghi của ba dân tộc Kinh, Hoa và Khmer hòa hợp bên dòng Cái Lớn và Cái Bé. Nói chung là người Khmer mình thì khai phá đất hoang rồi trồng trọt lúa mùa, rồi cũng làm mấy cái chuyện khác giống như là làm qua cái thúng rồi đó. Người qua người Khmer mình giỏi cái đó. Còn người Hoa thì người ta nói chung người ta mua bán nhiều với làm nương rẫy. Còn người Kinh thì đi bắt hải sản, đánh bắt cá, đem ra chợ rồi cũng tụ tập với anh em như anh em vậy đó, ra chợ mua bán chung vậy đó. Cũng sống hòa đồng với nhau lắm. Người qua gốc Hải Nam sống ở một đoạn mé sông chợ Minh Lương hiện nay, người Kinh gọi là xóm chợt. Còn người qua gốc Quảng Đông sống tập trung tại xóm chợ và Cù Lao Tắc Cậu, cặp dòng Cái Lớn Cái Bé. Người qua đi đến đâu thì sẽ lập miếu thờ bà Thiên Hậu, đó là truyền thống tín ngưỡng lâu đời. Miếu bà tại Cù Lao Tắc Cậu này được lập ra không ai nhớ rõ là bao nhiêu năm, nhưng mỗi năm có hai mùa lễ lớn vào tháng 3 và tháng 7 âm lịch. Cù Lao Tắc Cậu, địa hình trũng thấp, nằm giữa hai dòng sông Cái, lại gần cửa biển nên rất dễ bị ngập úng khi có triều cường. Muốn làm nông nghiệp được thì phải tìm cách chống úng. Người dân ở Cù Lao Tắc Cậu đã tìm ra giải pháp trị thủy rất hiệu quả, đó là cùng nhau đắp đê bao quanh vùng Cù Lao, vừa kết hợp làm giao thông nông thôn, sử dụng những hàng dừa nước làm hàng rào xanh che chắn sóng bên ngoài, chống sạt lở. Hàng năm, con đê được bồi đắp thêm để đảm bảo triều cường không thể tràn qua. Mỗi lô đất của từng hộ có bờ bao và mương thoát nước riêng, đặt cống ngầm có van tự động. Khi triều thấp, nước theo dòng thoát ra ngoài, còn khi triều cao thì van tự động đóng lại, tránh cho vườn cây bị ngập. Khác với những nơi có đông người qua sinh sống thường phát triển mạnh về thương mại, hình thành nên các chợ. Dù có đến 80-90% cư dân các ấp ở đây là người qua. Ông Dương Thủy, Phó Hội trưởng Hội Tương tế Người Qua xã Bình An, huyện Châu Thành cho biết, dòng sông Cái Lớn và Cái Bé đã tạo rất nhiều thuận lợi cho bà con làm nông tại đây.
Thì hai con sông này nó có giá trị về nó một cái là cái nó đem lại nguồn nước cho bà con mình, chứ có một cái là cái thứ nữa là như thế là giao thông hàng hóa này kia thì cũng mấy năm nay cũng nhờ cái hai con sông này thôi. Trước kia nó không có lộ này, không có lộ xe đó, thì giao thông hàng hóa này kia thì nó cũng nhờ hai con sông này không à. Hạ lưu hai con sông Cái Lớn và Cái Bé chảy về biển Tây đi qua địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang đã hình thành nên hai cù lao trù phú. Đó là cù lao Rẫy Cũ thuộc xã Bình An và cù lao Rẫy Mới thuộc xã Vĩnh Hòa Phú. Khai thác dùng đất cù lao này là một quá trình lao động gian khổ nhưng nhiều sáng tạo. Những năm đầu, sau khi dọn dẹp cỏ dại và lên liếp, người ta trồng những loại cây ngắn ngày để giải quyết cuộc sống trước mắt như khoai lang, khoai ngọt, dưa, bí, mía. Dọn dẹp tới đâu, trồng tới đó. Năm 1940, có người lấy giống khóm từ miệt Cạnh Đền, Vĩnh Thuận, Kiên Giang về trồng thử. Thấy thích hợp nên trồng nhiều hơn và phát triển đến nay. Sự sáng tạo của người dân không dừng lại ở đó. Hai loại cây trồng khác được trồng xen canh là cao và dừa, tạo nên một mô hình canh tác đặc sắc, đó là ba tầng sinh thái. Thưa quý khán giả, nhìn từ phía xa thì chúng ta thấy hai cây cầu đẹp và hiện đại, đó chính là cầu Cái Lớn và cầu Cái Bé, nó thông quốc lộ 63 từ năm 2014. Dường như hai cây cầu đã tôn thêm vẻ đẹp mềm mại và quyến rũ cho vùng đất chuyên canh khóm cao dừa, một nét đặc trưng rất là riêng của vùng đất này. Từ đây theo dòng Cái Lớn, chúng ta sẽ cùng đến với một nơi mà có lẽ khi nghe qua tên thôi thì nhiều người sẽ cảm thấy rất là xa xôi, đó chính là Miệt Thứ. Chúng ta hãy cùng khám phá những điều thú vị từ Miệt Thứ trong tập 2 của ký sự sông Cái Lớn Cái Bé. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.